Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây màng ri, hay còn gọi là cây màng màng. Đây là cây màng ri đây các bạn. Cây này là thường thông thảo, thân cao có 1 mét và hình có lông. Đây các bạn nhìn kỹ lá của nó đây. Rồi màng ri thì màng ri nó có 3 loại: màu vàng, vàng màu tím và loại hoa màu trắng. Đây là loại hoa màu vàng đây. Đây là cây màng ri hoa màu tím đây. Và công dụng của ba loại thì theo các nhà khoa học thì nó như nhau. Cây này thường được dùng để trị ho hoặc là làm thuốc giảm đau, mụn nhọt, phong tơ thấp. Rồi công dụng chi tiết nó thì các bạn có thể xem phần mô tả bên dưới, mình đã ghi rất rõ bên dưới. Rồi, xin nhấp lên. Đây, mình đi vào đây. Xin chào các bạn.